Tổ chức Good Neighbors Việt Nam là một thành viên của tổ chức Good Neighbors quốc tế, đang triển khai hoạt động nhân đạo tại 34 quốc gia trên thế giới. Ngày 1 tháng 6 năm 2005, GNI chính thức mở chi nhánh và đặt trụ sở làm việc tại Hà Nội để triển khai các dự án phát triển cộng đồng ở các vùng khó khăn của Việt Nam, trong đó GNI luôn lấy trẻ em là mối quan tâm đầu tiên. Mặc dù nhân sự ban đầu rất ít ỏi, chỉ có 3 nhân viên, GNI đã nỗ lực vượt qua trở ngại để đến với trẻ em và cộng đồng người dân nghèo ở Việt Nam. Kết quả đánh dấu cho sự nỗ lực đó là GNI đã ký biên bản ghi nhớ đầu tiên với tỉnh Hòa Bình vào tháng 9 năm 2005 và bắt đầu triển khai dự án tại hai xã Gia Mô và Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào tháng 12 ngay sau đó. Trong năm 2006, GNI đã phối hợp với Trường Đại học Văn hóa mở các lớp học tiếng Hàn với giáo viên người nước ngoài cho học sinh sinh viên tại Hà Nội. Cho đến nay đã hoàn thành 16 khóa học tiếng Hàn và cấp chứng chỉ cho hơn 900 học viên. Từ năm 2014, tổ chức GNI đã chuyển giao cho Trường Đại học Songshin Hàn Quốc phối hợp với Trường Đại học Văn hóa tiếp tục duy trì việc tuyển sinh và quản lý các lớp học như hiện nay. Với việc thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, phát triển giáo dục tại Tân Lạc đã giúp đưa đến quyết định mở rộng dự án tại xã Do Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào năm 2008. Trong năm 2009, GNI đã tài trợ vốn xây dựng Trung tâm Văn hóa Thanh Thiếu Niên tại thành phố Hòa Bình với nguồn kinh phí tài trợ cho xây dựng cơ bản là 195.796 đô la Mỹ. Với các hoạt động đa dạng như chương trình ngoại khóa hàng năm, thư viện đọc sách miễn phí, cho đến các lớp học năng khiếu như tiếng Anh, tiếng Hàn, âm nhạc, võ thuật, vi tính, câu lạc bộ thể thao, đã thu hút được sự tham gia của hàng nghìn các em học sinh tại thành phố Hòa Bình. Đồng thời cũng trong thời gian này, dự án hỗ trợ phát triển giáo dục bắt đầu được triển khai tại phường Thịnh Lan của thành phố Hòa Bình. Tháng 9 năm 2010, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, GNI mở rộng địa bàn hoạt động tại huyện Mai Châu. Hai xã được đưa vào dự án là Piềng Bế và Sam Khỏe. Đây là địa bàn có phong cảnh núi non hùng vĩ, người dân tốt bụng, chất phác, nhưng vẫn còn thiếu sự chủ động và thiếu kinh nghiệm sản xuất để tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo. GNI vừa thực hiện các hoạt động phát triển giáo dục, vừa nâng cao nhận thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường và quyền bình đẳng của trẻ em. Tháng 1 năm 2011, được sự ủng hộ nhiệt tình của Ủy ban Nhân dân và người dân tỉnh Tuyên Quang, GNI đã ký biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và bắt đầu triển khai thực hiện dự án tại Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sau 4 năm triển khai tổ chức các cái hoạt động tại xã Sơn Nam của tổ chức Good Neighbor Quốc tế tại Việt Nam GNI, thì chúng tôi cũng đã nhận được cái sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cái nhân viên dự án GNI trên 4 lĩnh vực cơ bản, thì chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng với những cái hoạt động tổ chức giúp đỡ cho xã Sơn Nam nói riêng và các xã trong huyện Sơn Dương nói chung. Các cái hoạt động của dự án cũng đã góp phần giúp địa phương thực hiện đẩy nhanh cái công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là các hoạt động trợ giúp cho học sinh nghèo. Đến tháng 4 năm 2012, bổ sung thêm 3 xã Đại Phú, Sơn Nam và Thiện Kế. Các hoạt động hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng đã góp phần làm thay đổi đời sống của trẻ em và người dân tại các địa bàn nơi đây. Tháng 3 năm 2013, với những lợi thế về nguồn ngân sách ổn định và các hoạt động có sự huy động tham gia trực tiếp của người hưởng lợi, GNI tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa, lấy tên là Dự án Hỗ trợ Phát triển Nông thôn, bao gồm 5 xã dự án là Vĩnh Long, Vĩnh Hùng, Vĩnh Hưng, Vĩnh An và Vĩnh Khang của huyện Vĩnh Lộc. Tại đây, GNI đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho trẻ em, phụ huynh học sinh, các chương trình phát triển giáo dục phù hợp. Đặc biệt, chương trình phát triển các nhóm sinh kế, hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ gia đình có con trong dự án đã được bắt đầu triển khai từ cuối năm 2014 cho đến nay. Tháng 11 năm 2014, GNI mở rộng dự án tại Văn Phú,
cộng thêm 3 xã mới của huyện Sơn Dương là Chi Thiết, Đồng Quý và Đông Lợi, lập thành dự án mới có tên là Dự án hỗ trợ phát triển nông thôn các xã khó khăn huyện Sơn Dương. Nhìn lại 10 năm từ khi thành lập cho đến nay, GNI đã đạt được những thành tựu to lớn. Số trẻ bảo trợ từ 60 năm 2005 tăng lên gần 10.000 trẻ năm 2015. Có 9 địa bàn dự án hoạt động tính đến năm 2015. Tổng ngân sách tài trợ đạt 7,7 triệu đô la Mỹ. Ngân sách được phân bổ cho các lĩnh vực bảo trợ trẻ em, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nước sạch vệ sinh môi trường, phát triển sinh kế, quan hệ đối tác, nâng cao năng lực và quản lý dự án. Hơn 40.000 bức thư được gửi tới nhà tài trợ, 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ đặc biệt. Hơn 3 triệu suất đồ dùng học tập, 3.497 trang thiết bị giáo dục được hỗ trợ, 288 phòng học được xây mới và nâng cấp, 40.000 sách cho thư viện, 56 khóa tập huấn kỹ năng và hoạt động ngoại khóa, 5.697 học sinh được hỗ trợ ăn trưa và dinh dưỡng, 24.233 lượt học sinh được khám và phát thuốc miễn phí, hoàn thành 223 giếng nước và 18 công trình nước tự chảy, xây 396 nhà vệ sinh cho hộ gia đình và 64 nhà vệ sinh công cộng. Ngoài ra, GNI còn hỗ trợ máy lọc nước, xây hầm bioga, bể chứa rác thải thực vật, phát triển 29 tiểu mô hình sinh kế, tổ chức 105 lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp và tham quan mô hình, bê tông hóa hơn 15.000 mét mương và hơn 2.000 mét đường nội đồng, 2.444 học sinh được tham gia tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em, thành lập 23 ban quản lý dự án, hỗ trợ 78 trang thiết bị và 22 đợt tập huấn hội thảo. 28 dự án đặc biệt từ các nhà tài trợ là công ty, doanh nghiệp, tổng mức tài trợ hơn 1 triệu đô la Mỹ. 27 chương trình trao hàng viện trợ và cứu trợ khẩn cấp với ngân sách 5,7 triệu đô la Mỹ. Đón tiếp 71 tình nguyện viên quốc tế và 59 đoàn tình nguyện viên đến hoạt động và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức Good Neighbors Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang và Thanh Hóa vì sự giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi cũng gửi lời cảm ơn tới 60 thành viên của tổ chức đã nỗ lực vượt qua những khó khăn trong suốt 10 năm vừa qua để xây dựng tổ chức GNI như ngày hôm nay. Tổ chức GNI đã có những thay đổi đáng kể. Với sự nhiệt tình và chân thành này, tôi tin rằng GNI sẽ có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian tới. Trong những năm tiếp theo, Good Neighbors tại Việt Nam sẽ tập trung thực hiện phát triển sinh kế tại các địa bàn dự án, cùng với đó là nâng cao năng lực cho người dân để thực hiện chương trình dự án hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các chương trình giáo dục để nâng cao quyền trẻ em và hỗ trợ cho trẻ bảo trợ thông qua phát triển năng lực cho trẻ. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hoàn thiện và nâng cao năng lực cho chính cán bộ dự án của mình. Hãy cùng chúng tôi chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em. Xin cảm ơn. Với sứ mệnh và nhiệm vụ của mình, GNI cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần xây dựng nên một cộng đồng bền vững, nơi mà mỗi con người được tôn trọng và phát triển.